Với thế giới công nghệ hiện đại ngày nay thì một chiếc màn hình chất lượng không chỉ mở ra cánh cửa sổ để nhìn vào không gian số mà còn mang lại cũng như là giúp ích cho anh em nâng cao được hiệu suất làm việc này. Và đặc biệt hơn thế nữa đó là trải nghiệm đến với người dùng. Và đối với các anh em văn phòng này, các anh em game thủ chuyên nghiệp và đặc biệt hơn là các anh em chuyên về thiết kế đồ họa thì một chiếc màn hình chất lượng rất là cần thiết, đúng không? Thì trong video lần này Minh Phong sẽ mang đến một chiếc màn hình. Và đó chính là chiếc Vuzenit VX2528. Là một chiếc màn hình đang hot trên thị trường hiện tại với thiết kế nổi trội này và đặc biệt hơn là các tính năng vượt bậc. Và liệu nó có xứng đáng với những gì mong đợi hay không thì cùng tìm hiểu nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom. Và ở chiếc màn hình VX2528 này thì chúng ta sẽ thấy với cái kích thước là lên tới 25 inch cùng với đó là độ phân giải là Full HD và tấm nền là Super Clear IPS. Và ở cái tấm nền này chúng ta sẽ nhận được cái màu sắc này cũng như là hình ảnh chân thật nhất. Đây, chúng ta có thể thấy này, cái màu nó rất là rực này, nó mang lại cái cảm giác thoải mái cũng như là nó rất là thích thú khi sử dụng chiếc màn Vuzenit này. Còn tần số quét này phải gọi là cực kỳ cao luôn, lên tới 180Hz. Đấy là cho chúng ta chiến những cái tựa game FPS cao thoải mái luôn. Cùng với đó là chip A, kiểu như mấy cái này thì quá nhẹ với chiếc màn này rồi. Và ngoài ra thì cái độ phản hồi là phải gọi là một cái điều đáng nhắc ở cái chiếc màn Vuzenit VX2528 này. Tại vì tốc độ phản hồi là chỉ 0.5ms thì nó sẽ loại bỏ hiện tượng bóng mờ này cũng như nhè hình ở trên chiếc màn hình này. Và ngoài ra thì cái độ tương phản ở chiếc màn này đó là 1000:1 và độ sáng là 250 nit. Và ở cái độ tương phản cũng như là độ sáng thì xíu nữa Minh Phong sẽ đo độ chuẩn màu trên chiếc cái màn hình này thì xem thử là có chuẩn hay không nhá. Còn ngoài ra thì chiếc màn hình này nó có tích hợp thêm cả hai loa mọi người ạ. Đấy, bây giờ mọi người sẽ nghe thử cái âm thanh mà cái chiếc màn này nó cho ra nhá. Wow, nghe thích chưa mọi người? Chiếc màn chỉ có 25 inch thôi mà đã có tích hợp loa như thế này thì rất là hiếm luôn mọi người. Và ngoài ra ở chiếc màn này còn có thêm chế độ đó là bảo vệ mắt Eye Care, thì cho chúng ta sử dụng một thời gian dài trên chính chiếc màn hình này mà không dẫn đến tình trạng mỏi mắt. Đấy, những cái điều tuyệt vời như thế này chỉ có trên chiếc Vuzenit VX2528 thôi mọi người ạ. Rồi bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu đo màu trên chính chiếc màn hình này nhá. Đầu tiên thì Minh Phong sẽ đo độ phủ màu ở trên chính chiếc Vuzenit này. Thì chúng ta có thể thấy này, 100% sRGB này, 78% Adobe RGB và 81% DCI B3 và 75% NTSC. Rồi tiếp tục là độ sáng, độ tương phản như ở lần trước Minh Phong có nhắc là tỷ lệ tương phản là 1000:1 và độ sáng là 250 nit, đúng không? Thì sau khi đo thì Minh Phong thấy này, thì cái độ sáng là lên tới 282 nit mọi người ạ. Còn độ tương phản thì chỉ đâu đó là 860:1 thôi. Rồi còn về độ chuẩn màu thì mọi người có thể thấy đây, nhìn theo cái thang màu mà ở trong cái ảnh mà mình thấy là cái độ 1F thì chúng ta thấy khá là cao, lên tới 5.37. Thì cái màu xanh mà chúng ta nhận được ở chính chiếc màn hình này rất là rực rỡ. Còn về thấp nhất ở cái độ phủ màu, độ chuẩn màu này đó là 0.25 và cao nhất là 5.37 và trung bình đó là 0.78. Thì xem ra thì cái màu sắc mà chúng ta nhận được từ cái màn Vuzenit này là cực kỳ chuẩn này. Đấy, mọi người có thể thấy với cái kích thước màn là chỉ có 25 inch này và tốc độ phản hồi cũng như là tần số quét cực kỳ cao như thế này, cùng với đó là độ chuẩn màu như này là không còn gì phải bàn cãi ở chiếc màn này nữa mọi người ạ. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin đặc biệt ở chiếc Vuzenit VX2528 này, đúng không? Còn các bạn còn chần chừ gì mà không nhanh tay chạy ra Hacom gần nhất nơi mà chúng ta đang sinh sống để sở hữu ngay một chiếc màn để về chiến game này, hay là học tập, hay là lướt web xem phim, đặc biệt là thiết kế đồ họa mọi người nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nhé.